Gia đình và hôn nhân. Vì sao phụ nữ ngoại tình? Tỷ lệ phụ nữ và đàn ông ngoại tình là ngang ngửa nhau. Đàn bà ngoại tình, thèm, nhất thứ gì? Người trong cuộc chia sẻ thật lòng. Có nhiều lý do khiến phụ nữ lừa dối. Có người vì chán cuộc hôn nhân nhàm chán, có người hết tình cảm với chồng. Có người lại bị dụ dỗ. Hoặc đơn giản hơn, có người ngoại tình vì tình dục mà thôi. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc phụ nữ lừa dối, và các đấng mày râu cũng không ngoại lệ. Sự cô đơn, buồn chán và thói quen uống rượu có thể đóng vai trò quan trọng trong việc này. Đôi khi, mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp bị đẩy quá xa trong suốt một đêm dài tại văn phòng cũng có thể góp phần tạo nên sự lừa dối. Trong những trường hợp khác, mối quan hệ không chung thủy của bạn đời có thể khiến trái tim phụ nữ cảm thấy trống vắng và khao khát được yêu thương và sự quan tâm. Tuy nhiên, lý do cho sự không chung thủy trong hôn nhân thường là rất phức tạp và không thể áp dụng chung cho tất cả mọi người. Ngoại tình vì cảm xúc, lý do không chung thủy rất phức tạp và không cụ thể trong một cuộc hôn nhân. Đôi khi là lý do tự nhiên, có thể là cảm xúc. Nhưng dù chúng ta không muốn thừa nhận, thì vẫn có phụ nữ ngoại tình khi có cơ hội. Nhiều dữ liệu cho thấy phụ nữ sẽ ngoại tình với đồng nghiệp và nói rằng, tôi rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng tôi thấy có cơ hội thì tận dụng thôi, chuyên gia nói. Ngoại tình vì tình dục. Dù cho nhiều nguyên nhân dẫn đến ngoại tình ở phụ nữ có thể rất đa dạng, nhưng theo các nghiên cứu gần đây, nhu cầu tình dục và vấn đề tài chính là hai trong số những nguyên nhân phổ biến nhất. Điều này cho thấy rằng phụ nữ cũng có nhu cầu về tình dục như đàn ông và muốn trải nghiệm những cảm giác thú vị khi được yêu chiếm, được chăm sóc. Thực tế, một số phụ nữ có nhu cầu tình dục nhiều hơn so với bạn đời của họ và nếu không được đáp ứng, họ có thể tìm kiếm mối quan hệ bên ngoài để khắc phục tình trạng thiếu hụt đó. Tam su qua gian ba ngoại tình vì qua co đon khi song canh trong 3x10 mũ 0D77. Vợ chồng tôi vẫn dành cho nhau tình yêu nhưng lại không có tình dục. Nhiều năm như vậy rồi, đến giờ tôi cũng không còn muốn tình yêu từ anh ấy nữa. Chồng tôi có thể làm tròn mọi vai, người anh lớn, người cha, người bạn, người đồng hành, nhưng lại không thể là một người tình bởi anh ấy yếu sinh lý và tuổi đã cao. Tôi biết phải làm sao khi tôi mới chỉ là một cô gái vừa bước qua tuổi 30. Tôi đã lừa dối anh ấy, gắn bó cùng một người tình trẻ hơn chồng tôi nhiều tuổi, một người vợ trẻ có chồng hơn cô gần 30 tuổi thú nhận. Sau gần 10 năm kết hôn, cô và chồng cô đã trải qua nhiều thăng trầm. Lúc bắt đầu, cô đã yêu anh ta một cách chân thành, nhưng giờ đây năng lực tình dục của anh ta đã giảm sút theo thời gian. Có những phụ nữ cảm thấy tiếc nuối vì những cảm xúc rung động, bồi hồi khi mới yêu không còn tồn tại. Họ muốn khám phá mối quan hệ mới để tìm lại cảm giác này và thoát khỏi sự nhàm chán của mối quan hệ hiện tại. Có thể cảm thấy rằng người đàn ông hiện tại của họ không đáp ứng đủ nhu cầu và mong muốn của họ, và họ muốn tìm kiếm sự kích thích cảm xúc cao hơn với người khác. Tôi nghĩ về anh ấy trong cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Anh ấy là một người chồng tốt, trên giường cũng không gây lộn xộn gì cả nhưng chỉ đơn giản là tôi không thích, không có cảm giác ham muốn với chồng trong khi trước người khác thì tôi lại hứng thú. Tôi không thỏa mãn với chồng nhưng luôn phát điên với mọi cử chỉ, hành động, lời nói của người tình, tôi không thể giải thích tại sao, một người vợ thú nhận. Dù được thỏa mãn nhu cầu tình dục nhưng phụ nữ cũng cần nhiều hơn thế để cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Họ mong muốn được quan tâm, được yêu thương, được tặng quà, được chia sẻ cảm xúc và trò chuyện. Nếu những điều này không được đáp ứng trong mối quan hệ, họ có thể tìm đến một người khác để tìm kiếm sự quan tâm và cảm giác được quan tâm. Ngoại tình hả? Đôi khi đó chỉ là mong muốn được trải nghiệm cảm giác có người khao khát mình thôi. Khi bạn đẹp, thực sự nghĩ rằng mình đẹp, mình giỏi, mình ưu tú, bạn sẽ muốn được cảm giác người khác ngưỡng mộ mình, ham muốn mình, bạn sẽ thấy mình dành cho duy nhất một người là chưa đủ, nhất là khi người đó lại không biết trân trọng bạn. Khi ấy ngoại tình dễ xảy ra, một thành viên thú nhận. Các chuyên gia hôn nhân, tình yêu cho rằng ngoại tình là phản ánh của một phần gãy, yếu trong hôn nhân. Bởi nếu cuộc hôn nhân đó khỏe mạnh và đáp ứng được mọi mong muốn của người trong cuộc, thì không ai phải đi tìm kiếm sự khỏa lấp bên ngoài để làm gì. Ngoại tình hả? Đôi khi đó chỉ là mong muốn được trải nghiệm cảm giác có người khao khát mình thôi. Khi bạn đẹp, thực sự nghĩ rằng mình đẹp, mình giỏi, mình ưu tú, bạn sẽ muốn được cảm giác người khác ngưỡng mộ mình, ham muốn mình, bạn sẽ thấy mình dành cho duy nhất một người là chưa đủ, nhất là khi người đó lại không biết trân trọng bạn. Khi ấy ngoại tình dễ xảy ra, một thành viên thú nhận. Các chuyên gia hôn nhân,
Tình yêu cho rằng ngoại tình là phản ánh của một phần gãy, yếu trong hôn nhân. Bởi nếu cuộc hôn nhân đó khỏe mạnh và đáp ứng được mọi mong muốn của người trong cuộc, thì không ai phải đi tìm kiếm sự khỏa lấp bên ngoài để làm gì. Ngoại tình hả? Đôi khi đó chỉ là mong muốn được trải nghiệm cảm giác có người khao khát mình thôi. Khi bạn đẹp, thực sự nghĩ rằng mình đẹp, mình giỏi, mình ưu tú, bạn sẽ muốn được cảm giác người khác ngưỡng mộ mình, ham muốn mình, bạn sẽ thấy mình dành cho duy nhất một người là chưa đủ, nhất là khi người đó lại không biết trân trọng bạn. Khi ấy ngoại tình dễ xảy ra, một thành viên thú nhận. Các chuyên gia hôn nhân, tình yêu cho rằng ngoại tình là phản ánh của một phần gãy, yếu trong hôn nhân. Bởi nếu cuộc hôn nhân đó khỏe mạnh và đáp ứng được mọi mong muốn của người trong cuộc, thì không ai phải đi tìm kiếm sự khỏa lấp bên ngoài để làm gì.